Kinh văn. Việc dịch: hư không kia làm sao vì ông mà thành đồng hay khác, huống chi lại gọi là một hay chẳng phải một? Thế ông đã biết sáu căn thọ dụng cũng giống như vậy. Giảng giải: hư không kia làm sao vì ông mà thành đồng hay khác? Làm sao ông nói hư không kia là đồng hay không đồng? Không thể nói như vậy, vì hư không vốn là bất biến, huống chi lại gọi là một hay chẳng phải một? Làm sao ông có thể khiến cho nó thành một hay chẳng phải một? Trong hư không vốn chẳng có cái gì cả. Thế nên nói, tự tánh như hư không, chân vọng tại kỳ trung. Những gì muốn đề cập ở đây chính là tự tánh, diễn tả cùng nguyên lý mà Đại sư Thần Tú trình bày trong bài kệ nổi tiếng của Ngài. Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính dài, thời thời cần phất thức, vật sử nhà trần ai. Tạm dịch: thân như cây bồ đề, tâm như đại gương sáng, luôn luôn siêng lau phủi, chớ để nhuốm bụi trần. Câu thời thời cần phất thức, luôn luôn siêng lau phủi là chỉ cho sự tinh tấn rất cần thiết trong lúc tu đạo. Người ta phê phán bài kệ này cho rằng tinh thần không đúng, nhưng bài kệ trên chẳng sai chút nào. Đơn giản là nó diễn tả những điều thiết yếu trong thời kỳ đang tu đạo. Lục Tổ Huệ Năng viết lại bài kệ như sau: bồ đề bổn vô thọ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai. Tạm dịch: tánh giác chẳng gốc ngọn, gương sáng cần chi đài, xưa nay thể vắng lặng, đâu có gì trần ai. Bài kệ này diễn tả cảnh giới của người đã chứng đạt quả vị bậc thánh. Thế nên những ai chưa đạt đến quả vị bậc thánh thì phải học bài kệ của Đại sư Thần Tú. Nhưng ai đã chứng ngộ rồi thì tu theo bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng. Ngày hôm qua, anh chàng tổ người Mỹ đến và dám chắc rằng Lục Tổ nói rằng chẳng có gì sâu, chẳng có gì cạn. Đó là một ví dụ của hiểu biết nông cạn mà không hiểu nguồn gốc sâu xa, và dùng nó để thỏa mãn cho thứ khẩu đầu thiền. Khi tôi gọi anh ta như vậy, anh ta bảo mình là túc đầu thiền. Như tôi đã kể cho quý vị nghe, anh ta tưởng rằng câu trả lời của mình là thông minh. Nhưng tôi tự nghĩ, anh đến đây từ Nữ Ước trên một chiếc xe hỏng. Vì anh ta không phải đi bộ mà nói là túc đầu thiền. Vấn đề rắc rối là ở chỗ túc đầu thiền của anh ta đã không để cho anh ta đi chỗ nào khác nữa sau khi anh ta đến đây. Thế ông đã biết sáu căn thọ dụng cũng giống như vậy. Tôi đã giải thích hai câu kệ cho quý vị, và bây giờ vẫn còn hai câu. Nhưng tôi không phải là quỷ già xoa đòi ăn thịt quý vị rồi mới nói hai câu kệ còn lại. Lúc này tôi không đói, thế nên tôi nói tiếp hai câu sau. Quý vị có nhớ không? Tự tánh như hư không, chân vọng tại kỳ trung, ngộ triệt bổn lai thể, nhất thông nhất thiết thông. Điều ấy chỉ cho phương pháp bàn luận để thâm nhập vào pháp môn. Nếu quý vị thể nhập vào cái một và nhận ra cái dòng thì tất cả sáu căn liền thanh tịnh. Kinh văn: do hai thứ tối sáng hiển bày lẫn nhau, kết dính tánh yên lặng, nơi tánh diệu duyên mà phát ra cái thấy. Cái thấy ánh hiện ra thành sắc, kết sắc thành căn. Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh, nhưng đó gọi hình thể của nhãn căn như trái bồ đào. Phù căn tứ trần dông rủi chạy theo sắc. Giảng giải: do hai thứ tối sáng hiển bày lẫn nhau, hai loại sắc này bao gồm cả các loại sắc tướng có thể thấy được khác, ảnh hưởng tác động lẫn nhau. Chúng kết dính tánh yên lặng, nơi tánh diệu duyên mà phát ra cái thấy. Các sắc tướng này kết dính với tánh yên lặng, khi tình trạng này khởi sinh thì phát ra tánh thấy. Cái thấy ánh hiện ra thành sắc, kết sắc thành căn. Chữ kết ở đây là lặp lại nghĩa kết dính ở trên. Thể của tánh thấy và sắc kết dính nhau và biến thành căn. Bổn nguyên của căn gọi là tứ đại thanh tịnh. Thể thanh tịnh của nhãn căn chính là tứ đại. Nghĩa của thể thanh tịnh là gì? Nghĩa của tứ đại ở đây rất là chi tế, không phải là cái gì có thể thấy bằng mắt thường được. Phải có Phật nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn mới thấy được,
sắc ở đây là chỉ cho cả đất nước lửa gió. Nhân đó gọi hình thể của con nhãn căn như trái bồ đào. Nhân đó vì các yếu tố được liên kết nhau theo cách đó nên thể của con mắt có hình dáng như trái nho. Phù căn tứ trần dong ruổi chạy theo sắc. Con mắt được phân biệt theo ba cách, có tánh thấy, nhãn tinh, thắng nghĩa căn, phù trần căn. Nếu quý vị tu tập thành tựu, nhãn căn cũng được gọi là thắng nghĩa căn. Nếu không tu tập, con mắt được gọi là phù trần căn. Phù căn tứ trần là chỉ cho sắc, thanh, hương, vị, dong ruổi chạy theo sắc. Trong tiếng Hán, chữ lưu vật, dong ruổi gồm hai chữ là lưu, có nghĩa là dòng nước chảy xiết, xoáy sâu, hoặc như sóng cuộn ngoài đại dương. Và chữ vật có nghĩa là không kềm chế, vô chừng như ngọn lửa bộc phát dữ dội trong rừng, trải khắp cả bốn phía. Ghép chung lại có nghĩa là rong ruổi, như con ngựa nòi. Đó là cách mà người ta đuổi theo và trở nên dính mắc dưới sắc. Kinh văn: do hai tướng động tĩnh đối chọi lẫn nhau, kết dính tánh yên lặng nơi tánh diệu duyên mà phát ra cái nghe. Cái nghe ánh hiện ra thành tiếng, cuộn cái tiếng lại thành căn. Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh, nhân đó gọi hình thể của nhĩ căn là lá sen non. Phù căn tứ trần dong ruổi chạy theo âm thanh. Giảng giải: do hai tướng đồng tĩnh đối chọi lẫn nhau, kết dính tánh yên lặng nơi tánh diệu duyên mà phát ra cái nghe. Vì có tướng động và tướng tĩnh, một chức năng được tạo ra ngay trong đó. Khi chức năng này hình thành ngay trong tánh yên lặng thì tiến trình của nhĩ căn bắt đầu hiện hành. Cái nghe ánh hiện ra thành tiếng, cuộn cái tiếng lại thành căn. Nó kết hợp với thanh trần trở thành một căn, như cách nhãn căn được hình thành như được mô tả ở đoạn trên. Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh, đó là một tiến trình chắc thật, là kết quả từ sự kết hợp của tứ đại. Nhân đó gọi hình thể của nhĩ căn là lá sen non. Nó có hình dáng như lá sen non, lúc nào cũng cuộn lại. Phù căn tứ trần dong ruổi chạy theo âm thanh. Nói về cái giác quan trong nghĩa phù căn tứ trần thì căn này dong ruổi chạy theo để kết hợp với âm thanh. Kinh văn: do hai tướng thông và bích phát hiện lẫn nhau, kết chính tánh yên lặng nơi tánh diệu duyên mà phát ra tính ngửi. Tính ngửi ánh hiện ra thành hương, thu nạp các hương thành căn. Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh, nhân đó gọi hình thể của tỷ căn như hai móng tay duỗi xuống. Phù căn tứ trần dong ruổi chạy theo hương. Giảng giải: do hai tướng thông và bích phát hiện lẫn nhau, kết dính tánh yên lặng nơi tánh diệu duyên mà phát ra tính ngửi. Với sự hiện hữu của hai tướng thông và bích có một tác dụng hình thành ngay trong tánh diệu duyên. Tướng ấy kết dính để phát ra tính ngửi. Tính ngửi ánh hiện ra thành hương, thu nạp các hương thành căn. Tính ngửi và hương trần ánh hiện lẫn nhau, và tiến trình của tính ngửi khi nhận biết mùi hương trở thành chức năng của căn này, tức tỷ căn. Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh, và nó được gọi là tỷ căn, có hình dạng như hai móng tay duỗi xuống. Lỗ mũi trông giống như hai móng tay lộn ngược. Phù căn mắt, tai, mũi, lưỡi, tứ trần, sắc, thanh, hương, vị, dong ruổi chạy theo hương. Căn này đeo đuổi theo hương trần, mũi thích ngửi mùi hương. Kinh văn: do vị nhạc và vị khác xen lẫn nhau, kết dính tánh yên lặng nơi tánh diệu duyên mà phát ra tính nếm. Tính nếm ánh hiện ra thành vị, thu nạp các vị thành căn. Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh, nhân đó gọi hình thể của thiệt căn như mặt trăng lưỡi liềm. Phù căn tứ trần dong ruổi chạy theo vị. Giảng giải: do vị nhạc và vị khác xen lẫn nhau, kết dính tánh yên lặng nơi tánh diệu duyên mà phát ra tính nếm. Vị nhạc chỉ cho những vị thông thường mà chúng ta nếm biết được. Từ trạng thái thông thường của vị nhạc này mà ta có thể nhận ra được những vị khác khi ta nếm nó. Vì sự tương quan giữa vị nhạc và các vị khác tạo nên một cảm nhận khác về gì, nên có một sự kết dính trong tánh yên lặng để tánh diệu duyên, tạo nên tác dụng của tánh nếm biết. Tánh nếm ánh hiện ra thành gì, thu nạp các gì thành căn. Vị giác trở nên xoắn lấy gì, như các tao của sợi dây thừng xoắn chặt với nhau. Chúng trở nên không thể tách rời.
Thế nên một căn khác nữa được hình thành. Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh, nhân đó gọi hình thể của thiệt căn như mặt trăng lưỡi liềm. Phù căn tứ trần dông ruổi chạy theo gì, nó bị thu hút bởi gì. Kinh văn: do hai tướng ly và hợp cọ sát lẫn nhau, kết dính sự yên lặng trong tánh diệu duyên mà phát ra cái biết xúc chạm. Tính biết xúc chạm ánh hiện thành xúc, thu nạp các xúc thành căn. Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh, nhân đó gọi thể của thân căn như cái trống cơm. Phù căn tứ trần dông ruổi chạy theo xúc. Giảng giải: do hai tướng ly và hợp cọ sát lẫn nhau, kết dính sự yên lặng trong tánh diệu duyên mà phát ra cái biết xúc chạm. Sự cọ sát tới lui của sự hợp lại và rời ra tạo nên cái biết trong tánh diệu duyên. Tính biết xúc chạm ánh hiện ra thành xúc, thu nạp các xúc thành căn. Tánh biết xúc chạm kết hợp với sự xúc chạm tạo thành thân căn. Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh, nhân đó gọi thể của thân căn như cái trống cơm. Thân được so sánh với hình dáng của cái trống cơm. Phù căn tứ trần dông ruổi chạy theo xúc, phù căn này bị hút về phía xúc trần. Kinh văn: do hai thứ sinh diệt tương tục lẫn nhau, kết dính tánh yên lặng nơi tánh diệu duyên mà phát ra cái biết. Tính biết ánh hiện thành các pháp, thu nạp các pháp thành căn. Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh, nhân đó gọi là ý tư. Như cái thấy trong nhà tối, phù căn tứ trần dông ruổi chạy theo pháp. Giảng giải: do hai thứ sinh diệt tương tục lẫn nhau, đoạn kinh này nói đến ý căn, tức thứ sáu là đối tượng của sinh diệt. Khi niệm trước vừa đình chỉ, niệm sau liền sinh khởi. Niệm này truy đuổi niệm kia, và chúng kết dính tánh yên lặng nơi tánh diệu duyên mà phát ra tính biết. Nó bám chắc trong tánh yên lặng ấy và phát ra cái biết. Tính biết ánh hiện ra thành các pháp, thu nạp các pháp thành căn. Năng lực của tánh biết là thu nạp các pháp, chính là trần cảnh. Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh, nhân đó gọi là ý tư. Đúng ra là ý thể, vì ý không phải là một thực thể như cái thấy trong nhà tối. Vì ý căn là một nội căn, trong khi năm căn trước là ngoại căn. Nó giống như là cái thấy trong căn phòng tối. Phù căn tứ trần dông ruổi chạy theo pháp, ý căn bị thu hút bởi pháp trần. Việc dịch: A Nan, sáu căn như vậy do tánh giác minh soi lại tính minh giác, làm mất tính sáng suốt kia, kết dính với cái vọng mà phát ra ánh sáng. Giảng giải: A Nan, sáu căn như vậy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đã nói đoạn trên, do tánh giác minh chân tâm viên mãn vi diệu Như Lai Tạng. Vốn sáu căn chính là Như Lai Tạng, nhưng nó hình thành sáu căn là nương vào Như Lai Tạng khi có ý muốn soi lại tính minh giác. Vốn bản thể tuệ giác, vốn tự sáng suốt, không cần phải có sự thêm thắt ánh sáng vào đó để soi chiếu lại nữa. Bản thể tuệ giác ấy như viên ngọc như ý, ánh sáng đã vốn có sẵn trong đó, không cần phải thêm ánh sáng vào cho nó nữa. Khi ánh sáng được soi chiếu thêm vào tánh giác minh thì sẽ tạo ra vọng minh, tức sự sáng suốt hư vọng, vọng giác, tức cái biết hư vọng. Cái sáng suốt đó rốt ráo không thật, cũng chẳng phải là tánh giác, do kết quả từ sự soi chiếu thêm vào tánh giác minh, làm mất tính sáng suốt kia, kết dính với cái vọng mà phát ra ánh sáng. Bản thể tuệ giác, tức tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc, tánh biết các pháp, đều bị mất đi bản chất vốn có. Thế nên nó kết hợp với vọng minh và vọng giác, sáng suốt hư vọng và cái biết hư vọng. Từ sự kết dính nhau này, một ánh sáng hư vọng phát ra. Đây không phải là nguồn sáng chân thực, mà chỉ là biểu tượng cho tác dụng riêng biệt của nó. Kinh văn: vậy nên nay ông rời tối, rời sáng thì không có cái thể của thấy, rời động, rời tỉnh
thì không có cái nghe, không có thông, không bích thì tính ngửi không phát sinh, không có mùi vị, không lạc thì tính nếm không có, không rời xa, không kết hợp thì tánh xúc chẳng có, không sanh, không diệt thì cái biết gá chỗ nào. Giảng giải. Vậy nên do giáo lý đã được giải thích ở đoạn trên là không cần phải soi lại tánh giác minh, chỉ vì qua sự sinh khởi một niệm vọng tưởng muốn soi lại tánh giác minh mà tánh giác ấy biến thành vọng giác và vọng minh, kết quả là bản thể bị mất đi, và do kết dính vào cái vọng, ánh sáng của tánh thấy trở thành hiện hữu. Điều này tạo ra những tác dụng riêng biệt của tánh thấy, tánh nghe và các tánh khác. Đó thuộc về quang minh của thức thứ 8. Do vậy, nay ông trời tối rời sáng thì không có cái thể của thấy. Lý do để ông thấy được là nhờ những duyên của ánh sáng và cái tối giúp nhau. Nếu không có cái sáng và cái tối thì thể của cái thấy phải bị đình chỉ. Rời động, rời tịnh thì không có tính nghe. Tính ở đây chính là cái thể. Không có thông, không bích thì tính ngửi không phát sinh. Không có những duyên này thì quý vị không biết được mùi hương, không biết được cái gì thơm, cái gì thối. Không có mùi vị, không lạc thì tính nếm cũng không có. Khoảng trung gian giữa cái nhận biết các mùi vị và vị nhạc khiến phát sinh tính nếm. Không rời xa, không kết hợp thì tánh xúc chẳng có. Nếu không có sự thúc đẩy cho sự chia tách và kết hợp thì không có tính xúc. Không sanh, không diệt thì cái biết gá chỗ nào. Nếu không có sự sinh ra, không có sự diệt mất thì tánh biết nằm chỗ nào, nó cũng không có. Ha ha ha, 问什么的说